Ông Rota cho biết ông cần phải từ chức Chủ tịch Hạ viện và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông cũng tỏ ra hối tiếc về những sai lầm này, bởi sự công nhận đó đã gây nên nỗi đau cho các cá nhân và cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng Do Thái ở Canada và trên toàn thế giới, cũng như những người sống sót sau hành động tàn bạo của Đức Quốc xã ở Ba Lan và các quốc gia khác. Ông Rota đã công bố quyết định của mình sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo Hạ viện từ tất cả các đảng phái trong Quốc hội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các nghị sĩ đòi ông phải rời khỏi ghế chủ tịch.